Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngày hôm nay thì Apple đã cập nhật thêm cho chúng ta một cái phiên bản cập nhật mới, đó chính là iOS 13.3.1 Developer Beta 2. Và cái phiên bản này có ở thời điểm hiện tại là cũng đã 28 ngày kể từ cái phiên bản Beta 1 rồi. Cho nên là video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là ở trên cái phiên bản mới này nó có cái điều gì đặc biệt hay không nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên thì khi mà các bạn tiến hành cập nhật từ những cái phiên bản beta cũ lên thì nó chỉ khoảng là trên dưới 200MB thôi. Tuy nhiên ở đây thì mình lại cập nhật từ cái phiên bản iOS 13.3 chính thức, cho nên là nó tới tận 3.2GB. Và sau khi mình đã cập nhật lên xong thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tí về những cái điểm mới ở trên cái phiên bản lần này. Và sau khoảng vài tiếng đồng hồ mình tìm hiểu cũng như là sử dụng trên cái phiên bản iOS 13.3.1 beta 2 này thì mình không thấy có bất kỳ một cái điều gì thay đổi cả so với cái phiên bản beta 1 cũng như là cái phiên bản iOS 13.3 phiên bản chính thức. Mình cũng đã thử đo hiệu năng bằng GarageBand 5 Pro thì chúng ta sẽ có một cái điểm hiệu năng nó khả quan hơn với 686 điểm đơn nhân và 1370 điểm đa nhân, trong khi đó ở cái phiên bản beta 1 thì nó chỉ có 390 và 1051 thôi. Đó, nó cũng cao hơn cái phiên bản iOS 13.3 luôn. Cho nên là nếu như những bạn nào mà chúng ta cần lên một cái phiên bản mới thì có thể các bạn lên phiên bản này cũng được. Và ở đây thì sẽ không có bất kỳ một cái điểm gì mới. Và cái phiên bản cập nhật lần này đa phần Apple họ sẽ sửa những cái lỗi nhỏ đang gặp phải ở phiên bản beta 1 thôi, chứ họ không có cập nhật một cái điểm mới nào ở trong đây. Và về pin thì mình sẽ vào một pin cho các bạn xem nhé. Thực ra thì sáng giờ mình dùng cũng không có nhiều, mình dùng tạm thôi. Làm việc lướt Facebook Max các kiểu thì chúng ta sẽ cùng đợi một tí. Đây, các bạn có thể thấy từ sáng giờ khi mà mình sạc lên được khoảng 95% thì mình sử dụng cho tới giờ quay là 3 giờ chiều thì nó còn khoảng là 48%. Thì mình sử dụng một số những cái tác vụ như là GarageBand 5 Pro nè, cài đặt màn hình khóa YouTube. Và nói chung mình sử dụng không nhiều, nhưng mà cái phiên bản này nó lại bị sụt giảm do một lúc nữa là mình cập nhật cái phiên bản iOS đó, cho nên là thường nó sẽ rất là hao pin. Cho nên là về phần pin thì mình thấy khá là hài lòng khi mà mình cài đặt xong cái phiên bản này và mình sử dụng cho tới chiều thì hiện tại mình thấy nó không còn sụt quá nhiều nữa. Các bạn có thể nhìn vào biểu đồ, nó sẽ nằm ngang như thế này đó. Thì mình cảm thấy khá là hài lòng. Và nếu như các bạn cảm thấy video của mình hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.